Yến thỉnh lấy chứng, Yến xin trạch pháp ạ. Bài 24. Thời gian và không còn thời gian. Yến đọc và văn kinh cho đại chúng chúng ta nghe lại. Đức vua lại hỏi tiếp: Đại đức vừa nói đến thời gian, rồi lại còn nói thời gian dài vô cùng tận, điều ấy được hiểu như thế nào? Na Tiên đáp: Thưa, thời gian thường trải qua ba thì: quá khứ, hiện tại, vị lai. Quá khứ thì vô thỉ, không có đầu; vị lai thì vô trung, không có chấm dứt. Nên nói quá khứ, vị lai đều vô cùng, vô tận. Còn hiện tại thì chỉ là cái chớp mắt thoáng trôi. Đại vương nên có ý niệm về thời gian như vậy. Đức vua lại hỏi tiếp: Cả ba thì quá khứ, hiện tại, vị lai, tức là thời gian. Và thời gian này luôn luôn hiện hữu và chi phối tất cả chúng hữu tình. Có phải vậy không, thưa Đại Đức? Na Tiên đáp: Có khi có khi không, tâu Đại Vương. Đức vua lại hỏi: Trường hợp nào không có thời gian, không còn thời gian? Na Tiên đáp: Trường hợp những người đã dập tắt tất cả pháp hành, tức là pháp hữu vi tạo tác, đã chấm dứt mọi nguyên nhân sinh tử, thì không còn diễn tiến trong thời gian, không còn bị quy định trong thời gian, không còn bị chi phối bởi thời gian. Nói cách khác, các vị thánh nhân đắc đạo, họ sống không có thời gian, họ vô sanh vậy. Đức vua lại hỏi: Trường hợp nào là có? Na Tiên đáp: Trường hợp tạo tác, còn pháp hành, còn gây nhân thiện, ác, nghĩa là còn thọ nhận quả báo từ đời này sang kiếp kia là còn thời gian. Nói cách khác, thời gian đồng nghĩa với tử sinh và luân hồi vô tận vậy. Đức vua nói: Rõ ràng lắm, tri ân Đại Đức. Thầy đã giảng kỹ rồi, nhưng mà Yến sẽ nói lại ở chỗ này. Tại sao lại nói là người thánh nhân đắc đạo họ sống không có thời gian, họ vô sinh, và tại sao chúng ta lại có thời gian? Nhá. Yến sẽ nói chúng ta trước, rồi Yến sẽ nói đến bậc thánh nhân sau cho chúng ta dễ quan sát. Nhá. Chúng ta là chúng sinh, chúng ta còn tạo tác các nghiệp trên thân khẩu ý. Ví như một ý này khởi lên, thân chúng ta theo ý đó mà hành, miệng chúng ta theo ý đó mà hành, thì chúng ta sẽ có thân sau sinh ra ở một kiếp nào đó, vào một khoảng thời gian nào đó do cái nhân hiện tại. Cho nên chúng ta còn có thời gian. Đấy, đại chúng hiểu chỗ này không? Đấy, ví dụ, nếu kiếp này chúng ta chưa hoàn thành được việc giải thoát, thì kiếp sau chúng ta có thể sinh làm thân xúc sinh, tuổi thọ là bao nhiêu lâu? Chúng ta có thể sinh làm người, tuổi thọ là bao nhiêu lâu? Chúng ta có thể sinh lên làm trời, tuổi thọ là bao nhiêu lâu? Chúng ta có thể sinh xuống địa ngục, thời gian là bao nhiêu lâu? Cho nên chúng ta gọi là có thời gian. Đấy, tức là thời gian hãy còn tiếp tục đối với chúng ta, những người chưa tu đắc đạo. Thế còn đối với các vị đã đắc đạo, tức là các vị nhập diệt niết bàn, thì không có thời gian nữa, nó không cần phải định mốc ra là bao nhiêu nữa. Đấy, đấy nhá, để cho đại chúng chúng ta hiểu là thời gian còn quy định đối với ai? Đối với những người đang tạo tác. Ví dụ, là chúng ta đang làm bài thi thì thời gian phải là 90 phút hay 30 phút. Thế là đang tạo tác. Nhá. Đấy là Yến nói ví dụ ngắn thôi cho là dễ quan sát. Thế, ví dụ chúng ta là còn là người đi làm, bao nhiêu ngày thì được lĩnh lương. Đấy, tức là chúng ta luôn luôn có những hạn mốc về thời gian. Đi làm bao nhiêu năm thì nghỉ hưu. Đấy, chúng ta
làm viện bao nhiêu ngày thì được bảo hiểm, quá bao nhiêu ngày thì không được bảo hiểm nữa. Tức là chúng ta đang phải sống trong các mốc thời gian là do chúng ta còn là chúng sinh đang tạo tác. Thế còn các ngài với tâm đã vô dục thì các ngài không bị phụ thuộc vào thời gian nữa rồi, không có thời gian đối với các ngài nữa rồi. Bởi vì các ngài không còn phải sinh ra một cái thân đi làm, một cái thân đi thi, một cái thân của kiếp sau thế nào, cho nên không còn ấn định thời gian cho các ngài nữa. Các ngài nhập diệt và các ngài luôn ở trạng thái bất động, tùy ý mà sinh ra, tùy duyên mà hóa độ nhé. Ví dụ chúng sinh này có duyên ở đây thì ngài sinh về đây để độ. Chúng sinh này ở đây hết duyên, đến chúng sinh khác ở kia có duyên, ngài lại sinh về chỗ kia. Ngài không cần phải tính đếm thời gian mà do duyên chúng sinh mà thôi. Thầy chúng nhé, đấy, nếu như ai từ nơi niết bàn khởi dậy để làm phận sự giáo hóa chúng sinh thì các ngài cũng không bị phụ thuộc vào thời gian nhé. Thế thì Yến xin trạch cái bài này như thế. Thế thì cái này nếu mà cho bài tập nó hơi khó một tí nhé. Mình tự tư duy về các mốc thời gian, khống chế và đặt ra của mình mốc thời gian nào đưa đến lợi ích giải thoát và mốc thời gian nào đưa đến các nhân duyên để sinh lại trong lục đạo luân hồi trong một tháng và trong một ngày của các bạn. Được không ạ? Ví dụ, những ví dụ luôn. Tháng này là tôi phải đi trông cháu 2 ngày. Thế rồi thì ở trong nhà cho đứa lớn 2 ngày, trông đứa chú bé 2 ngày. Thế là mình có cái mốc thời gian để sinh trong gì? Cho sinh lại trong ái, trong luân hồi này này. Nhá, mình xem định xem là mình còn sinh ra trong luân hồi này. Trong một tháng mình quy định là mình sinh ra trong luân hồi bao nhiêu ngày? Nhá, để mình biết mình có giải thoát hay không mà. Chứ nếu không thì chúng ta lại rơi vào một cuộc đời sinh ra các mốc thời gian ấn định trong lục đạo, nhưng đến chết có mấy tiếng mọi người đến đọc tên Phật lại xóa được hết cái mốc thời gian kia đi, sinh về cõi Phật. Đấy là điều rất phi lý, phi nhân quả, phi đạo lý. Đại chúng có thấy đúng không? Nhá, tự mình làm sao đại chúng chúng ta sẽ rút ngắn dần cái thời gian mà quy định cho mình trong lục đạo đi, rút ngắn lại để tăng cái thời gian ra khỏi lục đạo luân hồi nhé. Thì mình mới biết mình tu tới đâu mà nhá. Nếu mà ai làm được bài sâu hơn thì chúng ta có thể làm thế này: mỗi một ý bất thiện của mình sinh ra trong khoảng thời gian bao lâu thì mình thanh tịnh lại nó được. Đấy là ai sâu hơn thì mình sẽ làm bài đấy nhé. Tức là mỗi một ý bất thiện do tham, do sân hận của mình, do ác hại của mình, do bất kính của mình, do vô ơn của mình, tức là các tâm niệm bất thiện của mình sinh ra, nó kéo dài trong thời gian bao lâu, mình tư duy rồi quay trở lại các thiện pháp. Thế là dành cho ai tư duy, quan sát sâu hơn nhé. Thì bạn nào làm bài thì Yến cũng xin đọc, rồi ai có bài xuất sắc Yến sẽ đọc lên đây cho đại chúng chúng ta học nhá. Chúng ta học tập theo và tùy hỷ theo. Cái buổi tranh pháp của chúng ta xin chấm dứt ở đây.